Sau tấm huy chương vàng lịch sử của môn bóng đá nam tại SEA Games, bóng đá Việt Nam lại đang tiếp tục hành trình với nhiều mục tiêu mới. Lần này, mục tiêu của chúng ta đã cao hơn rất nhiều. Đó chính là lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Olympic thông qua vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra sau đây ít tuần. Chắc hẳn, ai cũng nhớ như in giải đấu này. Vào gần 2 năm trước, giữa một Thường Châu giá lạnh, các chiến binh sao vàng năm ấy đã mang về những cảm xúc vinh quang tột đỉnh cho chúng ta. Giải đấu năm đó, chúng ta đã làm nên một chiến tích phi thường là vào đến tận trận chung kết. Kể từ sau U23 châu Á năm đó, vị thế của bóng đá nước nhà cũng khác đi rất nhiều. Chúng ta đã mở ra những ngày thắng vinh quang liên tiếp, để rồi, sau 2 năm, chúng ta sẽ lại thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á. Lần này, mục tiêu của chúng ta sẽ khác hơn, đó là hướng đến vòng bán kết, nơi mà chúng ta có cơ hội được dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Ngày hôm nay, hãy cùng bongda.com.vn tìm hiểu xem đâu là cơ hội của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này. Với thành tích là Á quân U23 châu Á năm 2018 và vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng châu Á, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 tại giải đấu sẽ diễn ra sau đây ít tuần. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng D, chung bảng với các đối thủ là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Theo nhận định từ giới chuyên môn, bảng D khá cân bằng với một chữ ưu thế dành cho U23 Việt Nam và UAE so với Jordan và Triều Tiên. Binh đoàn Rồng Vàng đang được đánh giá rất cao nhờ vào Nguyễn Quang Hải, ngôi sao tỏa sáng với 5 bàn thắng tại U23 châu Á 2018. Ngoài ra, tướng Bắc còn đang sở hữu 6 cựu binh khác gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, tiền đạo Hà Đức Trinh. Nếu thi đấu đúng với sức của mình, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bỏ túi từ 2 đến 3 trận thắng, đủ khả năng giành quyền đi tiếp tại bảng D. Trường hợp thắng 1, hòa 1 và thua 1, chúng ta cũng sẽ góp mặt tại tứ kết giống như hồi năm 2018. Thầy Bác đang tỏ ra rất thận trọng khi tuyên bố mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tùy đối thủ, tại tứ kết mới có thể tính tiếp. Thật ra, việc huấn luyện viên Park Hang-seo biết mình biết người là điều dễ hiểu. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây tại Thái Lan, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào giải đấu với niềm tự hào là nền bóng đá trẻ đang phát triển với loạt chiến tích như U20 World Cup 2017, Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASEAN 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019. Xét về thành tích thi đấu tại đấu trường này, các đội ở bảng D đều dưới cơ so với đại diện của bóng đá Việt Nam. Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với một trong những đội tại bảng C. Bảng C đang được xem là bảng tử thần với sự góp mặt của đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc. Đáng chú ý, giải U23 châu Á 2020 là giải đấu rất quan trọng, bởi kết quả tại giải đấu này cũng sẽ xác định 4 đội giành quyền tham dự Thế vận hội Tokyo 2020, gồm cả chủ nhà Nhật Bản. Trong khi, việc đưa Việt Nam tham dự Olympic chính là một trong những mục tiêu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đặt ra ngay khi đến giải đất hình chữ S làm việc. Hiện tại, vòng chung kết U23 châu Á 2020 chính là con đường tốt nhất để hoàn thành mục tiêu này. Nói một cách chính xác, nếu Nhật Bản bị bật bại sớm, 3 đội mạnh nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ giành quyền dự Thế vận hội Tokyo. Như vậy, chỉ cần tái lập thành tích Á quân năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hoàn thành lời hứa ngay đầu nhậm chức đưa bóng đá Việt Nam dự Olympic. Trường hợp Nhật Bản, nước chủ nhà Olympic Tokyo 2020 vào bán kết, cả 4 đội U23 sẽ đại diện châu Á tranh tài tại Thế vận hội. Vì vậy, có thể nói rằng việc giành quyền đến Olympic không hề là nhiệm vụ dễ dàng, dù U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân của giải đấu. Một kịch bản mà rất nhiều người hâm mộ quan tâm chính là U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đầu bảng C, còn U23 Hàn Quốc đứng nhì bảng D, hoặc trong trường hợp U23 Hàn Quốc đứng thứ hai bảng C và U23 Việt Nam đứng đầu bảng D, hai đội sẽ đối đầu ở tứ kết. Khi ấy, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn dắt và đội tuyển quê hương của ông sẽ phải loại nhau. Tuy nhiên, trước khi tính đến chuyện gặp ai ở tứ kết hay bán kết, chúng ta phải giải bài toán mang tên bảng D. Các đối thủ tại bảng đấu này có phần lép vế hơn các bảng khác, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể chủ quan. Theo thống kê trong vòng 10 năm trở lại đây, các cầu thủ Việt Nam chưa thể một lần giành chiến thắng ở cấp đội tuyển U23 trước những đối thủ tại bảng D. Đầu tiên là trong khuôn khổ ASEAN 2010. Sau khi vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam đã chạm trán với U23 Triều Tiên tại vòng 1/8, nhưng trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều ở thời điểm đó, U23 Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. 4 năm sau, cũng tại vòng 1/8 đấu trường ASEAN, U23 Việt Nam đã để thua U23 UAE với tỷ số 1-3. Còn trước U23 Jordan, các cầu thủ Việt Nam cũng phải nhận kết quả không tốt khi ở trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á năm 2016, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-3 trước đối thủ này. Cũng ở giải đấu này, chúng ta đã để thua 2-3 trước UAE ở lượt trận cuối cùng và bị loại ngay từ vòng bảng. Trận gần đây nhất đối đầu với những đối thủ ở trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2018, U23 Việt Nam phải nhận thất bại 3-4 trong loạt sút luân lưu 11m trước U23 UAE và phải chấp nhận vị trí thứ tư chung cuộc. Như vậy,
U23 Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần chạm trán với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE trong vòng 10 năm qua. Kết quả là chúng ta hòa 1 trận, thua 4 trận và không thắng được một trận nào, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới tới 11 bàn. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của phù thủy Park Hang-seo, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng sẽ phá rớp trước những đối thủ này. Theo lịch thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào ngày 10 tháng 1 và vào ngày 13 tháng 1 sẽ thi đấu với Jordan. Các trận đấu này sẽ đều diễn ra trên sân Buriram. Ngày 16 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại sân Raja Mangala. Trước giải đấu 3 tuần, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên đường sang Hàn Quốc tập luyện. Cùng với đó là việc bổ sung thêm những cái tên mới cho đội tuyển, được bổ sung tới 11 cầu thủ, nhưng rõ ràng huấn luyện viên Park vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bất chấp hầu hết trong số những người được gọi từng được triệu tập lên U23 Việt Nam trong suốt những năm vừa qua, thách thức lớn nhất mà ông Park phải đối mặt không nằm ngoài chuyện chuyên môn, khi cần phải tìm người có đủ sức để thay thế cho 3 cầu thủ được coi là nòng cốt của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua là Trọng Hoàng, Văn Hậu và Hùng Dũng. Cũng cần phải nhắc lại rằng, chiến công mà ông Park giành được trên đất Philippines có sự đóng góp rất lớn về chuyên môn từ những cái tên vừa kể trên. Chính vì vậy, sự vắng mặt của các cầu thủ trên thật sự là đau đầu cho chiến lược gia người Hàn Quốc trong việc tìm người thay thế, hay ít nhất có thể gắn kết được với phần còn lại ở U23 Việt Nam. Sự trở lại của Đình Trọng cũng chưa phải là tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ngoài việc quay lại sau chấn thương và chỉ tập chay trong suốt thời gian vừa qua, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội thật khó có thể đảm bảo lấy lại được phong độ đỉnh cao như trước đây. Theo giới chuyên môn, việc U23 Việt Nam lên đường và chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á đúng giai đoạn hiện tại cũng là vấn đề khiến cho ông Park phải đau đầu không ít. Về cơ bản, lịch thi đấu và những tính toán để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á không phải là quá bị động. Nói đúng hơn, thầy Park và ban huấn luyện đã lên kế hoạch ngay sau vòng loại giải đấu tổ chức tại Thái Lan kết thúc vào hồi tháng 3. Song song với đó là việc chuẩn bị cho SEA Games 30. Nhưng rõ ràng, sau suốt những chiến thắng và một thời gian dài tập trung thi đấu, có lẽ sẽ khiến cho phần lớn các cầu thủ U23 Việt Nam rơi vào trạng thái bội thực vinh quang và cảm thấy ngán bóng, rồi tạo ra một sức ý nhất định. Vấn đề tâm lý này nghe có phần dễ giải quyết, nhưng thực tế lại rất khác. Chưa nói đến việc thời điểm lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, đến trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á chỉ còn là 3 tuần lễ. Thời gian không còn nhiều và việc phải giải quyết về chuyên môn với những cầu thủ mới. Cùng câu chuyện tâm lý, rõ ràng đang là một thách thức không hề nhỏ dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự của mình trước giải đấu mà U23 Việt Nam đã đương kim á quân, mang theo đó là rất nhiều tham vọng và áp lực lớn. Còn khoảng 3 tuần nữa cho đến ngày giải đấu khởi tranh, hy vọng rằng chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tất cả những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam đều rất kỳ vọng vào giải đấu này. Kỳ vọng một kỳ tích như ở Thường Châu cách đây 2 năm, những thách thức khó khăn vẫn còn đó, thậm chí là lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Park Hang-seo còn ngồi ở trên băng ghế huấn luyện, cùng với đó là những cầu thủ đã đem về niềm vinh quang cho chúng ta trong suốt thời gian vừa qua, người hâm mộ có quyền tiếp tục tin vào một điều kỳ diệu tại Thái Lan.